Và kế tiếp là đồng Cardano Thì đồng Cardano là một đồng mà Thuận lưu trữ và vẫn tích cực chung minh giá hiện bây giờ Thì đối với Thuận đó, đồng Cardano là một đồng rất là có tiềm năng Các bạn theo dõi Thuận Capital từ bấy giờ này cũng đã biết là Thuận cũng rất là có lòng tin đối với Cardano Lòng tin của Thuận là không có nhiều bằng Ethereum Đương nhiên là Ethereum vẫn là đồng mà Thuận lưu trữ lớn thứ nhì Nhưng mà Cardano vẫn là một đồng mà Thuận nghĩ là có cơ hội để mà cạnh tranh Đồng Cardano bây giờ đó thì chúng ta vẫn đang chờ đợi cái bước kế tiếp đó chính là thời đại gowin, gowin là thời đại mà chúng ta sẽ có những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano. Chúng ta cũng đã biết là chúng ta mới vừa kích hoạt mạng lưới Shelley. Đây là cái mạng lưới phi tập trung của Cardano nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy nhiều cái dự án trên mạng lưới Cardano tại vì sao? Tại vì hợp đồng thông minh vẫn chưa có được thực sự kích hoạt. Chúng ta cần phải thấy được là cái thời đại Gowin được kích hoạt và sẽ có trong thời gian tới đây và khi đó chúng ta mới thực sự biết được là mạng lưới Cardano thực sự mạnh như thế nào. Cái sự hứa hẹn trong vòng mấy năm qua có là sự thật hay là không cho nên Cardano vẫn là một đồng mà thường đang lưu trữ hiện bây giờ nếu như nó tới một đồng mà có khả năng để mà cạnh tranh với Ethereum thì thường nghĩ là Cardano là một trong những đồng mà có khả năng đó cho nên thường muốn lưu trữ để lỡ như mà Cardano thực sự là thành công thì thường đã có cái sự chuẩn bị sẵn một đồng khác mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là đồng BNB đồng Binance thì đông nay bắt nguồn đương nhiên là từ sàn Binance và trước đây người ta lưu trữ đồng BNB chỉ đơn giản là tại vì người ta muốn giảm cái phí giao dịch trên sàn Binance Bây giờ cũng còn được nhưng mà không như trước đây các bạn có thể nhớ là khi BNB ra đời thì các bạn có thể được giảm phí giao dịch rất là nhiều khi mà giao dịch trên sàn Binance Và trong vòng 5 năm thì sẽ không còn nữa và bây giờ đó thì thường lưu trữ đồng BNB là có một số những cái lý do, lý do lớn nhất bây giờ là tại vì đây là một sàn mà thường đã sử dụng nhiều năm, một sàn mà thường giới thiệu rất nhiều với các bạn. Và nếu như mà thường muốn cung cấp những cái ưu đãi như là giảm 20% đó thì sàn Binance đòi hỏi là thường phải lưu trữ tối thiểu một số lượng BNB. Và ngoài chi đưa ra thường lưu trữ đồng BNB tại vì đồng BNB bây giờ đó là không chỉ riêng là sử dụng cho sàn Binance mà còn có thể là được sử dụng trên mạng lưới Binance Chain có nghĩa là mạng lưới blockchain riêng của Binance và mạng lưới này là một mạng lưới mà vẫn đang được phát triển cho nên cái cơ hội bây giờ là nhiều người có thể là mới tham gia vào thị trường này có thể là không biết là những đồng này là những đồng nào như là các bạn thấy là một người mới có thể là nghe nói tới Bitcoin Ethereum nhưng mà nói tới Polkadot, XRP, Cardano có thể là không nghe nói tới Tại vì mới tham gia vào nhưng mà khi mà họ tới cái số 10 bây giờ họ sẽ thấy là đồng nào Đó chính là đồng Binance Coin Họ sẽ nghĩ là oh, Binance là một sàn mà mình biết mình đang sử dụng Thì có khả năng là nhiều người sẽ mua và đương nhiên đây là những cái đồng mà có rất là nhiều sàn hỗ trợ dễ dàng được tiếp cận Và đồng BNB là đồng của sàn Binance thì câu chuyện này cũng rất dễ hiểu đối với nhiều người Đây là lý do tại sao mà thường lưu trữ đồng BNB còn một số bạn hỏi thuận là thuận nghĩ như thế nào về One Inch Exchange, tôi nghĩ là đồng One Inch thì thùng cũng không có nhiều cái sự chia sẻ tại vì thùng vẫn chưa có sử dụng cái dịch vụ của 1inch à, đối với thùng tại vì thùng đã quen sử dụng Uniswap rồi các bạn có biết là thùng là một người mà cũng rất tin tưởng vào Uniswap và cũng lưu trữ đồng UNI à, cho nên vì cái lý do là thùng vẫn chưa có sử dụng cái dex của 1inch cho nên thùng cũng không có cái cảm nghĩ sâu sắc để mà chia sẻ với các bạn à, thường chỉ đơn giản là bây giờ thường chỉ chú tâm vào đồng Uniswap mà thôi và đương nhiên đồng Oneinch là một đồng mà thường à, cũng thấy được có cái sự tiến triển gần đây về các phương diện giá cả. Bây giờ Oneinch là đứng hạng thứ 97 ở trên CoinGecko và nhìn vào giá cả thì chúng ta nhìn vào thời gian xa hơn đi 30 ngày thì các bạn thấy được là đồng 1inch trong vòng 30 ngày qua đã có cái sự hồi phục giá cả rất là nhiều. Khi mà đồng Oneinch à, xuất hiện, các bạn thấy được là cái tây 3 tháng đó thì giá đã lên tới cái mức là 2 đồng 36 và cái mức bây giờ là 2 đồng 33 thì chúng ta thấy được là đồng 1 inch cũng đã có cái sự hồi phục trong vòng 2 tháng qua. Và đây là những nhận cá nhân của Thuận liên quan tới những đồng này. Và đương nhiên mỗi người thì đều có mỗi cách nhìn khác nhau cho nên đối với thường cũng không có đúng và cũng không có sai chỉ là nhiều bạn hỏi thường cho nên thường muốn chia sẻ về tại sao thường đầu tư đồng này mà lại không đầu tư đồng kia và cái điều quan trọng hơn hết là các bạn khi mà đầu tư bộ đồng nào đó thì nghĩ là trong thời gian bây giờ điều quan trọng hơn hết không phải là các bạn nghĩ là công nghệ nào tốt hơn mà các bạn cần phải nghĩ là đồng nào có câu chuyện như thế nào và dễ hiểu hay là không giống như là các bạn thấy là Cardano đi thì nếu như mà ai hỏi bạn Cardano là gì thì các bạn có thể lựa chọn là chia sẻ là Cardano chia ra năm thời đại năm thời đại đó là như thế nào và công nghệ Cardano là như thế nào và mở rộng mạng lưới ra sao vân vân hay là các bạn có thể lựa chọn cách giải thích đơn giản mà những người mới có thể dễ dàng hiểu được đó chính là Cardano tương tự như là Ethereum và có khả năng là cạnh tranh với lại Ethereum và vốn hóa bây giờ là 10,8 tỷ so với Ethereum là 154 tỷ thì cơ hội Cardano tăng trưởng rất là nhiều các bạn có thể là giải thích đơn giản như vậy mà thôi cho nên câu chuyện rất là quan trọng và câu hỏi kế tiếp như người hỏi các bạn là bây giờ làm sao để mua Cardano các bạn không thể nào lựa chọn một đồng mà quá ít nơi hỗ trợ để mà kêu những người mới giống như là bây giờ các bạn cần phải lên cái sàn DAX của One Inch hay là lên Uniswap để mà mua rất là phiền phức tại vì các bạn lại phải giải thích là làm sao để mua được các bạn cần phải có những cái ví như là MetaMask các bạn cần phải nạp tiền vào các bạn cần phải biết sử dụng cái phí gas như thế nào cho hợp lý vân vân cho nên đồng mà câu chuyện càng dễ hiểu, càng nhiều người sử dụng, càng nhiều người lưu trữ, càng dễ được tiếp cận bởi người mới, bởi vì nhiều sàn hỗ trợ. Thì đối với thần đây là những cái yếu tố rất quan trọng khi mà các bạn lựa chọn một cái altcoin trong cái mùa tăng trưởng. Còn về công nghệ thì thần nghĩ là sau này mới tính. Đó là điều mà thần muốn chia sẻ với các bạn tại vì các bạn thấy là premium thì nhiều người cho là công nghệ bây giờ không bằng một số những cái nền tảng khác nhưng mà premium ngoại trừ công nghệ ra các bạn thấy được là có cộng đồng rất là lớn và đã có một hệ sinh thái ấn định. Cho nên muốn lấy đi hệ sinh thái đó hoàn toàn một, một điều là không có dễ Vì lý do đó nhiều cái ứng dụng mới, nhiều cái hệ thống DeFi mới vẫn lựa chọn là tiếp tục hay là gây dựng trên mạng lưới của Ethereum Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Thuận muốn dành một thời gian ở cuối video để mà chia sẻ một số những chi tiết liên quan tới những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital nếu các bạn sử dụng một số dịch vụ như là bạn nhìn thấy trên màn hình thì trước hết đó chính là sàn margin fx là một sàn mà thuần capital được giới thiệu từ bấy lâu nay đây là một sàn margin mà rất nhiều bạn sử dụng hiện bây giờ và sàn fx là một sàn mà hỗ trợ việt nam và nhiều quốc gia khác nhưng mà hiện bây giờ sàn fx là một sàn mà không có hỗ trợ hoa kỳ nhưng mà các bạn khi mà đăng ký thì các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu số những thông tin cũng như là những cái bài viết hỗ trợ và các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây đăng ký giúp hỗ trợ các bạn bấm vào đăng ký để hỗ trợ thì đội của Thuận sẽ có thể là giải đáp những thắc mắc của các bạn khi các bạn mà vào nhóm hỗ trợ. Cái đó là sàn Margin LMT. Đây là một sàn cũng là trade margin nhưng mà có hai cái sự khác biệt. Thứ nhất, đây là một sàn mà có thể cho các bạn sử dụng cái chế độ copy trade, có nghĩa là copy lại những trader khác. Và thứ nhì, đây là một sàn margin mà vẫn hỗ trợ Hoa Kỳ. Ở thời điểm hiện bây giờ, các bạn có thể thử nghiệm sàn LMT này. Kế tiếp một sàn mà các bạn rất quen thuộc đó chính là sàn Binance quốc tế. Đây là sàn Binance.com thì tham gia thông link của thuật khác được các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường hay là giao dịch spot với cái mã đăng ký này và giảm 10% phí dịch future với cái mã đăng ký này. Các bạn bấm vào một trong hai link này các bạn đều có thể được hưởng cả hai cái ưu đãi này. Giống như các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot đi các bạn vẫn có thể được hưởng cái phần trăm giảm của future các bạn thấy được là commission kickback rate là 2% nghĩa là các bạn sẽ được hoàn 20% khi mà sử dụng cái link này và trở lại thì các bạn thấy được là sàn Binance.com sàn Binance quốc tế này là hiện bây giờ là hỗ trợ các quốc gia nhưng mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ nếu các bạn đang sống ở Hoa Kỳ thì sàn Binance US là một lựa chọn cho các bạn ngoại trừ được bạn sống trong 8 tiểu bang mà vẫn chưa được hỗ trợ trong đó có Texas còn là những tiểu bang khác phần lớn là được hỗ trợ bởi sàn Binance US rồi các bạn có thể uh, tham gia vào sàn Bybit. Đây là một sàn mà margin không hỗ trợ US Trader và đăng ký thông qua liên quan thuộc Capital các bạn có thể giảm phí giao dịch tháng đầu lên tới 10% và hiện bây giờ có chương trình bonus lớn nhất trong năm có thể nhận được bonus lên tới 620 đô la cho những nào mà có hứng thú thì những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái link này và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase một sàn mà thường không nghĩ là cần phải giải thích tại vì đây là một cái sàn rất là nổi tiếng dành cho những mình nào mà sống ở Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia khác. Đây là một sàn mà rất là dễ sử dụng dành cho những bạn mới tham gia vào. Và hiện bây giờ thì sàn này theo tôi biết thì vẫn chưa hỗ trợ Việt Nam nhưng mà các bạn có thể là mua 100 đô crypto để được tặng 10 đô la. Đây là cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital khi các bạn mua lần đầu tiên. Và kế tiếp là BlockFi, đây là một cái ứng dụng landing có lãi mà thường đã sử dụng trong thời gian nhiều tháng qua Và hiện bây giờ có cái bonus mà có thể nhận được lên tới là 250 đồng bonus khi mình tham gia vào thì có một số bạn hỏi thuận là cái sàn này có giống như Bitconnect hay không thì đương nhiên là không giống Bitconnect là một cái mô hình lừa đảo đây là một cái dịch vụ mà rất nổi tiếng mà ở Hoa Kỳ và rất là nhiều người sử dụng cũng như là rất là nhiều người chăm vốn vào cho công ty này đây là công ty BlockFi và các bạn có thể Google để tìm hiểu những cái thông tin cũng như là cái bài viết thường đã chia sẻ bên dưới này Công ty BlockFi này các bạn chỉ có thể nhận được khi các bạn gửi những đồng lên tới cao là khoảng chừng là 6% một năm mà thôi so với lại BitConnect là 30% một tháng thì các bạn có thể thấy được là sự khác biệt như thế nào đương nhiên 6% phần trăm một năm là một con số mà có thể không nhiều đối với nhiều bạn nhưng mà đó là những cái dịch vụ thật họ chỉ có thể cho các bạn lên tới lợi nhuận bao nhiêu đó mà thôi tại vì họ cần phải kiếm được lợi nhuận và cuối cùng là crypto coin đây là một cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và cái dữ liệu phân tích on chain thì các bạn tham gia vào các bạn sẽ nhận được 30 đô la credit À, nếu như mà các bạn nâng cấp tài khoản thì đây là một những ưu đãi dành riêng cho bạn nào mà tham gia crypto khoan thông qua liên thuận capital thì tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn